Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Natalia Family Cuộc Sống Brazil. Thì bây giờ mình chuẩn bị nướng một cái loại giống như là một cái thức ăn vặt truyền thống của người Brazil nha cả nhà. Khách du lịch đến đây thì nên thưởng thức cái món này. Đây nè, nó tên là pão de queijo. Pão de queijo. Yeah. Nói. Pão de queijo. Đó là cái cục nó như vậy nè, nó đang đông lạnh cứng vậy á, thì bây giờ mình mới bỏ vô mình nướng. Ơ Bồ Đào Nha, pão de queijo. Tiếng Bồ Đào Nha. Tiếng Bồ Đào Nha, pão de queijo. Tiếng Bồ Đào Nha là pão de queijo. Còn cái thực ra nó như là cái gì ta? Giống như cái bánh bột mì á, nhưng mà có trộn phô mai chung, rồi có cái nhân phô mai bên trong á. Thì đây là cái thức ăn vặt rất là phổ biến và nổi tiếng của người Brazil nha. Give some space because it will grow. Thì chồng nói là khi mà mình nướng thì mình nhớ để giống như có khoảng cách đó, hồi nó mập lên nó phồng lên đó, thì nó có chỗ để mà nó ở chung với nhau, chứ đừng có để mà khích như vậy là hồi nó không có chỗ để nó lớn lên á, thì mình để trống ra. Chồng nướng tại vì mình không có biết nướng cái này, mình không có biết nướng cái này nên là ăn thì đợi chồng nướng. Một bịch không bịch không bịch vậy một bịch này một bịch này 4 lạng là 70 ngàn cả nhà. 4 lạng này là một bịch này là 70 ngàn là được nhiêu cục ta? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 cục. Thì không biết cầm nhét chưa hết không, còn không hết chỗ thì thôi nướng nhiêu đây. Đó thì cái khay này nướng 10 cục hồi nó nở ra, rồi bây giờ mới bắt đầu cho vô lò. Ok. Đây nè cả nhà, thì cái bếp của mình á. Đó thì nó sẽ đi kèm cái lò nướng luôn nè. Chồng nướng là 200 độ. Đó, là bắt đầu là để nóng, để lò nóng rồi. Thì bây giờ cho nó vô. Thì cái bếp ở Brazil á, là thường là bếp đi với lò nướng là luôn luôn nha cả nhà. Người ta không có bán cái bếp không như mình đâu, mà bếp là luôn luôn đi với lò nướng là gì nè. Tại người bên đây hay nướng lắm. Anh có thể anh có thể đóng lại không? Đó. Rồi. Đó, để nó nằm trong đó đi. How long? 30 minutes around. Nướng là khoảng 30 phút á cả nhà, nướng nó lâu lắm. Cỡ 30 phút á, 200 độ trong vòng 30 phút. Đó thì không có cần trở gì hết á, cứ để yên vậy hồi tự nó phồng lên. Mẹ bật rè, mẹ bật lên. Đây cả nhà, vàng rồi nè. Sau cỡ 30 phút là được rồi. Ý, trời ơi, nó còn kêu rạc à. Đó. Nó vàng nở ra hết rồi. Giờ lấy ra được rồi nha. Để lấy ra. Ăn cơm. Đây cả nhà. Ăn cơm. Đó. Bây giờ nó hơi nguội xíu cái bắt đầu nó quéo vừa. Ăn đi Natalia. Ăn đi. Nó vàng hơn. Bánh phô mai. Bánh phô mai. Bánh phô mai. Đó. Nói xin mời cả nhà ăn bánh phô mai. Bánh phô mai. Ngon quá. Bánh phô mai ngon quá. À. Anh nướng bánh ngon quá. Anh nướng bánh ngon quá. Anh nướng bánh ngon quá. Nướng bánh ngon quá. Natalia rất là thích cái này luôn nha cả nhà. Nóng nó vẫn còn nóng lắm luôn á. Đây nè.
là mình bẻ bên trong ra thì nó là hình gì? Nó có phô mai ở trong á, thì nó đã hòa quyện trong đây rồi. Đây, vẫn còn thấy phô mai kéo sợi một ít nè. Xin mời cả nhà nha. Ngon không Natalia? Ngon chối rồi. Natalia đụng cái bàn á, cứ rung cà rung á. Nào, sao biết nó vậy? Trời ơi, ba người lên sóng á, chui vô cái khung hình nó không vừa. Natalia ngồi xuống ăn này con. Ừ. Ừ. Mình có mẹ thì này là một trong những cái thứ ăn ăn vặt rất là phổ biến của người Brazil nha. Mẹ đút ăn. Con ăn đi, mẹ đút gì nữa. Cái chuối rồi. Đó, thường ăn này uống cà phê hay là uống trà cũng được. Mặt không thấy mặt nào tả liền. Phải có cái gì cho nó chơi, không có cái gì cho nó chơi cả nhà, nó không có ở yên được. Nè con lấy đó là con chơi đi. Ngồi ghế con. Bộ cầu cà phê. Cà phê. Cà phê. Cà phê. À, cà phê. Bên đây á, người ta nói là cà phê nha. Cà phê. Tìm bộ đầu nhá. À, cà phê. Cà phê. Còn mình là cà phê thì cũng là khá là giống nhau cả nhà. Chủ cà phê là ăn với cái này hoặc là mình uống trà. Cái này là mình đang giống như là buổi tối ăn chơi, ăn cho vui, hoặc là ăn buổi lỡ, buổi gì đó thì nhiều khi mà làm việc giữa giờ mà đói bụng thì mua cái này với lại cà phê này. Đó, mình sẽ ăn đây. Mình xé ra đây nè cả nhà. Mình tuổi lắm. Tại thích ăn chết là còn làm rớt hết rồi. Nhồi quá nhồi nè tại liền. Ngon không? Ngon không? Just say something, don't keep silent. Ngon không? Ngon không? Anh không muốn nói. Anh muốn ăn. Anh no quá. Lo tập trung ăn không, chồng rất là thích cái này luôn. Anh tới rồi mấy? Cái gì cái đầu của con? Chú đây là cái con tung như cái đầu. Số quên. Đấy, mày phải có một cái rồi. Đấy, tắm. Thì cái vị của nó là mặn mặn béo béo. Nó không có ngọt nha. Thường người Brazil bên đây là cái nào bánh ngọt thì ra ngọt, còn đồ ăn như vậy thì thường là cái vị mặn thì hơi là hơi mặn. Rồi sau đó là béo béo của phô mai. Cà phê. Cái này nên ăn nóng mới ngon. Kiểu như là ấm ấm thì mới ngon. Chị thuốc mẹ em lên. Ghê chú hả? No, get this. No. À, sụt ngon. Nó hơi dai dai. Kiểu như là dai dai kiểu như là bột lọc. Nhột. Chồng nhây ghê. Đó, chồng cũng cố gắng học tiếng Việt đấy cả nhà. Nói cũng được chút chút. Anh thích tiếng Việt không? How can I say need Vietnamese? Cần. Cần. So, nói Việt cần ăn bánh phô mai. Phô mai. Ở Brazil. Người Việt nên thử. Nên thử. Ngon đủ rồi. Nên thử. Thì Natalia ăn thì mình sẽ lựa cái phần mềm hơn thì em bé sẽ nhai dễ hơn. Người Việt nên ăn thử bánh phô mai. Người Việt Nam nên ăn thử bánh phô mai. Nói. Vậy tiếng Việt gì mà cứ ngồi ừ riết rồi chứ. Người Việt Nam nên ăn thử bánh phô mai. Nói.
vợ còn vợ không vợ muốn của mình không muốn vợ của mình vợ của mình không muốn giải tìm việc chọn. Trời đất ơi, vợ của mình không muốn giải tìm việc cho anh. Nói một câu hiểu chết liền luôn á. Trời ơi, suốt ngày cứ trách là mình không dạy tiếng Việt cả nhà, nhưng mà thực ra là cũng có dạy, nhưng có điều là chồng mình á, là ở bên ngoài, cứ hay ở ngoài đường suốt, cả nhà ít gặp mặt nhau mà đâu có dạy được. Thì thôi bây giờ học chung với Natalia đi là vừa. Số của bỏ cái chân xuống con, bỏ cái chân xuống. Bố cậu. À, con hả cái miệng lớn đây, giỏi vậy. Hồi nhỏ Natalia là ít có theo ba lắm, bây giờ là tự nhiên là cái bám ba. Mẹ đúc à? Mẹ đúc à? Mẹ đúc à? Con nói ngon quá. Ngon quá, ngon không Natalia? Nhà khi thế này, quay cái camera qua một xíu cho em bé lên sóng. Nó xinh đẹp. Pom pom má ghế rồi. Pom 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 chị ghế rồi. Đó. Má ghế rồi. Đi xe tu cho kiểu gì gì. Đây là cái tên của cái bài hát của cái bánh này luôn á cả nhà. Là phim hoạt hình đó nên Natalia thuộc. Ngon không? Con đếm à, đếm cho ông bà cô chú nghe. Ngon, ngon út, ngon áp út, ngon giữa, ngon trỏ, ngon cái. Trời ơi, con nhỏ chưa kịp đếm mới cho nó ăn. Ngon không con? Ngon nhất nách là vậy rồi. Ngon út, nó từ quế rồi, để từ từ cho ăn gì mà dồn dập. Ai 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 cái tên ai nghĩ à ta ta mẹ hát bông 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 de queijo. Ngồi đây hồi là cả nhà nhớ tên cái bánh này, nó tên là bông de queijo. Xong nó kêu là Natalia, nó mới nói là mẹ hát bông 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 de queijo. Đây, đếm là ngón út. Mẹ hát bông bông bông. Thôi mẹ không hát đâu, ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái. Đấy, kể đi, kể cho nó coi. Ăn nữa à? Ừ. Lựa cái phần mềm mềm hơn xíu. Cái tên lý xạ. Thì thường này là mình ăn chơi, mình ăn chừng 2 cái là 2-3 cái là ngán. Nó chồng ăn nhiều. Bà ngoại ăn thử con cái. I should tell them the problem is funny cage because you eat it, it is always. Chồng thích ăn, nó cứ ngồi ăn uống trà hay uống cà phê, ăn hoài không thấy no. Nhưng mà nó nên là nó tái lên mẹ cho em, mẹ cho con. Trời, cả nhà mình ăn xong rồi đây, xin bye bye gia đình mình ăn xong rồi đây, xin bye bye cả nhà nha. Xin bye bye cả nhà, xin cảm ơn cả nhà. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Hẹn gặp lại.
Chào tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Machucou. Machucou? Não sabe, mas com bilau. Pronto, vai dar bilho. Pronto. Natália faz nada, ela é o chum. Thôi xin bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Dạ. Mẹ bye bye cả nhà. Đúng rồi, mẹ bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Con bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bắt nó bố, bắt xe mốt.